Sự gắn bó giữa tăng ni và Phật tử là điều cần thiết. Thay mặt Thường trực Trung ương Giáo hội và Ban Hoằng pháp, tôi biểu dương Ban trị sự và tăng ni, Phật tử, tỉnh nhà. Tuy hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng đã tuân thủ lời Phật dạy, tổ chức an cư cho tăng ni ở nhiều điểm. Đó là sự đóng góp quý báu của quý vị cho sự hưng thành của Phật giáo chúng ta. Sau ngày Phật đản, tôi và Thượng tọa Thiền Tâm theo lời mời của Tòa Đại sứ Việt Nam sang Hoa Kỳ để trao đổi một số vấn đề về tôn giáo. Nhân dịp này, chúng tôi đã tiếp xúc với các nhà lãnh đạo trong Hội đồng Tôn giáo Vì Hòa Bình bên cạnh Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này được thành lập từ năm 1970 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lúc đó là một trong những thành viên sáng lập. Nhưng từ khi đất nước chúng ta được hoàn toàn độc lập cho đến ngày nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hoạt động gần 30 năm, nhưng không tham gia trực tiếp tổ chức tôn giáo Vì Hòa Bình nữa. Và đến nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến thăm tổ chức này. Ông Tổng Thư ký của Hội đồng Tôn giáo Vì Hòa Bình đã trân trọng mời giáo hội chúng ta tham gia vào tổ chức này để mọi người trên thế giới hiểu về Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, nếu tham gia làm thành viên, Phật giáo chúng ta sẽ đóng góp được tiếng nói bảo vệ hòa bình Việt Nam nói riêng và nền hòa bình thế giới nói chung. Điều này chứng tỏ rằng họ có đánh giá chúng ta khác. Đó là điều đáng mừng. Thật vậy, họ đã hiểu được sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam một cách đúng đắn khi nghe chúng tôi trình bày rằng Phật giáo Việt Nam hiện có một giáo hội duy nhất hoạt động mạnh mẽ trong cả nước với sự hiện hữu của 40.000 tăng ni và trên 10.000 tự viện. Sau đó, chúng tôi thăm Hội đồng Tin lành Nhà thờ của Mỹ. Tổ chức này có trên 60 triệu tín đồ và đã ảnh hưởng rất mạnh đến kinh tế, giáo dục, văn hóa, chính trị của nước Mỹ. Chính tổ chức này đài thọ kinh phí cho mọi hoạt động của Hội đồng Tôn giáo Vì Hòa Bình mà tôi vừa nói trên. Và tổ chức này cũng muốn đặt mối quan hệ với chúng ta nhằm tạo sự hiểu biết hơn giữa Việt Nam và Mỹ. Theo tôi, những điều vừa nói trên là điểm thuận lợi cho sinh hoạt của giáo hội chúng ta. Chúng ta đã đóng góp những thành quả tốt đẹp thiết thực khiến cho các tổ chức trên thế giới nhận thấy giáo hội chúng ta là một tổ chức thực sự đồng hành với dân tộc. Và theo họ, Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo duy nhất có thể tiêu biểu cho tinh thần hòa bình. Những thành quả này có được là nhờ toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam đã tích cực hoạt động trong suốt quãng đường dài gần 30 năm cho đến ngày nay. Thiết nghĩ, chúng ta nên trân trọng những thành quả quý báu mà mọi người đã dày công xây dựng và cần phát triển thêm nữa. Mặc dù chúng ta đã thống nhất được tất cả hệ phái Phật giáo và sinh hoạt hài hòa với nhau, nhưng vẫn còn một số việc cần khắc phục. Trước nhất, chúng ta chưa tạo được sự gắn bó mật thiết với quần chúng Phật tử. Đó là điều mà tôi thường ưu tư và muốn tăng ni cùng suy nghĩ. Làm thế nào tạo được mối quan hệ chặt chẽ hơn, sự gắn bó tốt đẹp hơn, để nói lên tinh thần đạo Pháp và dân tộc là một mà các bậc tổ sư của chúng ta đã thành công rực rỡ. Chúng ta không nên tự mãn với thành tích có được, nhất là thành tích của tổ tiên chúng ta thời Đinh Lê Lý Trần, thường được gọi là thời kỳ vàng son của Phật giáo. Thành tích vàng son của thời Đinh Lê Lý Trần rõ ràng phát xuất từ sự gắn bó vô cùng tốt đẹp giữa Phật giáo với dân tộc, với vua quan thời ấy, đã góp phần tạo thành sức mạnh phi thường, đánh đuổi được giặc ngoại xâm hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, ngày nay tăng ni nhiều, nhưng sự gắn bó với Phật tử thực sự ít. Điều này quan trọng cần suy nghĩ. Theo tôi, tăng ni phải gắn bó với Phật tử như cá với nước. Sự hỗ tương này không thể tách rời. Thiết nghĩ sự phát triển tăng ni là điều rất quý, nhưng việc phát triển tín đồ cũng không kém quan trọng. Tiếp xúc với các tôn giáo bạn, tôi thấy tu sĩ của họ không đông, nhưng lực lượng tín đồ của họ được phát triển rất mạnh. Nếu tu sĩ chúng ta không gắn bó với Phật tử, chắc chắn chúng ta sẽ mất dần tín đồ. Thực tế đã cho thấy rõ số lượng tín đồ của Phật giáo chúng ta từ 100% đã dần dần theo thời gian giảm xuống còn 80%, rồi 60%, và hiện nay, theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, thì tín đồ Phật giáo chỉ còn 10%.
số Phật tử của chúng ta cải đạo theo các tôn giáo khác, phần lớn chính vì chúng ta không có sự gắn bó với họ. Đó là điểm yếu của chúng ta, ít quan tâm đến sinh hoạt của Phật tử tín tâm. Họ đến chùa thì chúng ta biết có họ, họ không đến nữa thì chúng ta cũng chẳng để tâm. Nhưng cũng còn chút may mắn là chúng ta không quan tâm, nhưng Phật tử và con em của họ còn đến chùa sinh hoạt. Nếu chúng ta biết gắn bó với Phật tử nhiều hơn, thì chắc chắn số thanh thiếu niên sẽ đến chùa nhiều thêm. Phải nói, đó là những hạt nhân kế thừa quá tốt đẹp. Vì vậy, tôi đề nghị ban trị sự và tăng ni tỉnh nhà cần tạo mối quan hệ nhiều hơn đối với tín đồ và lớp trẻ kế thừa, để giữ vững số tín đồ tin Phật cũng như duy trì mầm mống Phật Pháp được tốt tươi theo lời di huấn của Phật. Ngoài ra, chúng ta cũng cần mở rộng hoạt động đến các sinh hoạt xã hội. Làm như thế mới đóng góp được cho xã hội, thì vị trí của Đạo Phật mới đứng vững trong lòng xã hội, Đạo Pháp tồn tại và phát triển được. Hãy thử nghĩ xem, Phật giáo thời Lý Trần đã gắn bó với tín đồ như thế nào mà Phật giáo thời ấy hưng thành, và lấy kinh nghiệm của tổ tiên chúng ta đã thành công để áp dụng cho sự truyền bá Phật giáo ở đất nước chúng ta ngày nay cũng được rực rỡ như vậy. Có thể khẳng định rằng Phật giáo thời Lý mạnh vì tu sĩ Phật giáo bấy giờ đã tích cực tham gia vào tất cả lĩnh vực hoạt động của xã hội. Điển hình như Nguyễn Minh Không là quốc sư đại Lý, ngài là thiền sư, là nhà tu hành xuất thế. Nhưng sự đóng góp của ngài cho xã hội bấy giờ rất lớn. Thật vậy, ngài còn là vị tổ về y dược, là thầy thuốc chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông. Ngoài ra, ngài còn là tổ nghề thợ mộc, tổ nghề đúc đồng. Nói đến việc tham gia tích cực của Phật giáo vào sinh hoạt xã hội ở thời Lý, còn có thể nhắc đến những đóng góp phong phú và quan trọng trong lĩnh vực văn chương, triết lý, văn hóa. Sử đã ghi rằng thời Lý có 50 nhà thơ thì đến 49 người là tu sĩ Phật giáo và Phật tử. Ở lĩnh vực kiến trúc, mỹ thuật, những gì tốt đẹp còn để lại cho dân tộc, thì ngoài các công trình như những ngôi tháp, những ngôi chùa và rất nhiều pháp khí của Phật giáo, không có gì khác. Chính vì những thành quả quý báu như vậy mà các vị thiền sư thời Lý đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiều sinh hoạt của đất nước chúng ta thời ấy. Ở thời Lý, việc dạy học văn võ đều do nhà chùa đảm trách. Nhưng đến đời Trần, do gia phát triển, nên việc dạy văn thuộc quyền của quốc tử giám. Vì thế Phật giáo chúng ta đã bị mất vị trí ở một lĩnh vực quan trọng là giáo dục. Chúng ta không tham gia vào hoạt động giáo dục, mà con em chúng ta, hoặc nói chung, những thanh niên thời ấy học Đạo Nho, đương nhiên phải chịu ảnh hưởng Đạo Nho. Đến thời Pháp thuộc, thì giới trẻ học kiến Pháp tất nhiên chịu ảnh hưởng Công giáo. Và đến thế kỷ 19, Phật giáo chỉ còn một công việc duy nhất là làm ma chay. Nhìn thấy nhà sư thì mọi người đều nghĩ rằng có người chết mới mời thầy đến cúng. Phải nói thời ấy, ở nước ta, Đạo Phật bị suy đồi tột cùng. Nhưng may mắn cho chúng ta là phong trào chấn hưng Phật giáo đã kịp thời ra đời. Tổ chức đầu tiên phát xuất từ phong trào này ở miền Nam có Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học mà Hòa Thượng Từ Phong đứng đầu, và Hòa Thượng Khánh Hòa thành lập Lưỡng Xuyên Phật học. Phong trào chấn hưng Phật giáo lan rộng đến miền Trung với sự hình thành nhiều hội Phật học. Và đến năm 1952, các tổ chức Phật giáo thống nhất thành Tổng hội Phật giáo. Nhưng hoạt động cũng không được bao lâu. Hơn 10 năm sau, năm 1964, Giáo hội Phật giáo thống nhất được thành lập dưới sự tham gia của 12 tập đoàn. Nhưng thực sự chỉ thống nhất trên hình thức. Vì đất nước chúng ta chưa độc lập, nên chính quyền thời ấy chịu ảnh hưởng của thế lực ngoại bang. Họ không cho phép chúng ta được thống nhất thật sự. Điều này thể hiện rõ nét trên sinh hoạt thực tế của Phật giáo lúc bấy giờ. Mặc dù đã có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhưng lại bị chia rẽ thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của nhóm Việt Nam Quốc tự và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của Ấn Quang, cùng với cả chục tổ chức tập đoàn Phật giáo. Bấy giờ Phật giáo tuy bề ngoài thấy phát triển, nhưng thực sự trở thành suy yếu vì đã không thống nhất được lãnh đạo, không thống nhất được tổ chức. Năm 1980, Hòa Thượng Trí Thủ là viện trưởng viện Hóa Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã khởi xướng việc kêu gọi thống nhất các hệ phái Phật giáo trong cả nước.
Kết quả là đến cuối năm 1981, Phật giáo Việt Nam đã được thống nhất hoàn toàn với danh xưng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và ngày nay, chúng ta có thể nói rằng sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam đã thực sự thống nhất với số lượng tăng ni và các tự viện rất nhiều như đã nêu trên. Cũng như mọi sinh hoạt của giáo hội, chúng ta đã hoàn toàn đi vào nề nếp của tổ chức. Tôi mong chư tôn đức nên trân trọng và giữ gìn thành quả tốt đẹp ấy, đừng để người ngoài lợi dụng phá hư tổ chức của chúng ta, giống như các giáo hội thời trước đã bị. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay có thích ứng với xã hội hay chưa? Có gắn bó với tín đồ hay chưa? Để giữ vững được sinh hoạt của giáo hội chúng ta và phát triển thêm nữa. Muốn có sự gắn bó mật thiết như vừa nói trên, chúng ta hãy nhìn lại tấm gương của Đức Phật và các bậc tiền nhân. Kinh Pháp Hoa dạy rằng, xưa khi Đức Phật giáo hóa chúng sanh hoàn toàn thành công vì Ngài có tuệ giác vô thượng Bồ Đề rồi sáng xã hội. Thấy người nghĩ gì, muốn gì và làm được gì, tùy theo đó mà Ngài giúp đỡ họ phát triển đời sống vật chất, thăng hoa tinh thần. Tiếp nối việc làm này của Đức Phật, các vị thiền sư thời Lý Trần cũng đã dùng trí tuệ khai thị vô quan và quần chúng, giúp họ phát triển sự hiểu biết và năng lực để xây dựng đất nước thanh bình, giàu mạnh, đạo pháp hưng thành. Thành quả của các ngài đã chứng minh rõ nét Phật giáo và Việt Nam là một. Ngày nay, nếu chúng ta làm được như vậy thì chắc chắn mối thiện cảm của quần chúng đối với Phật giáo vẫn gắn bó chặt chẽ. Nhưng tiếc thay, tăng ni chưa thực sự quan tâm nhiều đến Phật tử tín tâm, nghĩa là không biết tâm tư, nguyện vọng của họ. Nếu chúng ta đồng cảm, đồng suy nghĩ với họ, thì chúng ta và họ gần gũi nhau, thân thương với nhau. Gần đây, tôi có thăm Phật tử ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm với tăng ni tỉnh nhà, để quý vị truyền bá đạo Phật được tốt hơn. Tôi quan sát thấy huyện Tánh Linh là nơi tập hợp các Phật tử mà đa số thuộc các tỉnh miền Trung đến lập nghiệp. Họ có tín tâm rất mạnh và tình cảm của họ đối với đạo Phật rất lớn. Những hạt giống tốt lành này đã có sẵn, thật vô cùng quý báu. Chúng ta nên trân trọng và giữ gìn. Một số vị mục sư tin lành nói với tôi rằng họ muốn có thêm tín đồ rất khó, nên họ trân trọng tín đồ vô cùng. Họ truyền đạo với tất cả tấm lòng vì Chúa, bằng mọi cách không quản mệt nhọc khó khăn. Họ đi khắp mọi nơi, kể cả những vùng xa xôi hẻo lánh. Họ kêu gọi người ta đến với Chúa, bằng cách này không được thì tìm cách khác. Ngày này không được thì đến ngày khác, cho đến bao giờ thuyết phục được người ta tin và theo Chúa. Và đi kèm với việc kêu gọi như vậy, họ còn tặng sách, tiền bạc vân vân để phát triển số tín đồ. Người tin lành đã có tinh thần vì tôn giáo của họ cao độ như vậy. Chúng ta là trưởng tử Như Lai, nghĩ sao về việc này? Tất cả Phật tử tín tâm của tiền nhân để lại, chúng ta có đến với họ chưa? Có gần gũi thân thương với họ chưa? Tinh thần truyền đạo hết lòng của họ gợi cho tôi nhớ đến khi Phật tại thế. Ngài thể hiện tấm lòng kiên nhẫn vô cùng để cứu độ một người Bà La Môn. Phật đã đến nhà anh Bà La Môn khất thực. Anh ta không tiếc lời mắng Ngài, nhưng Ngài vẫn kiên trì đứng đến trưa mới về. Và những ngày tiếp theo, Ngài vẫn kiên nhẫn đến tiếp độ anh ta như vậy. Cho đến ngày thứ 8, thì anh Bà La Môn mới phát tâm quy y Phật và cung kính cúng dường Ngài. Đức Phật không đến xin ăn như một người ăn mày. Các hành đạo của Đức Phật đã thể hiện sâu sắc lòng từ bi vô hạn và đức kiên nhẫn vô cùng để cứu độ một người hữu duyên bị lạc vào con đường tà. Chúng ta có một số lớn Phật tử vào đây lập nghiệp, nhưng chúng ta không quan tâm đến đời sống vật chất và việc tu học của họ. Chỗ này bỏ ngỏ thì Phật tử chúng ta gặp khó khăn. Nếu được lãnh đạo của các tôn giáo khác quan tâm giúp đỡ, chắc chắn họ sẽ bỏ đạo Phật. Mong chư tôn đức suy nghĩ điều này. Trên bước đường tu, theo dấu chân Phật, chúng ta tỉnh giác để quán chiếu nhân duyên thuận hay nghịch. Đối với người thuận duyên thì giáo hóa trước, nghịch duyên thì giáo hóa sau, không bỏ ai cả. Cầu mong quý vị lấy việc giáo hóa chúng sanh làm lẽ sống của mình, làm cho người đã phát tâm thì tâm bồ đề của họ kiên cố thêm. Người chưa phát tâm phải phát tâm. Được như vậy mới làm tròn lời di huấn của Phật, Phật Pháp mới hưng thành, mọi người được an vui, giải thoát. Riêng tôi đến thăm huyện Tánh Linh,
thấy đồng bào Phật tử còn rất nhiều khó khăn. Tôi đã mời ban từ thiện của báo Giác Ngộ đến thăm hỏi và tặng quà cho họ. Nếu chúng ta có quan tâm và đáp ứng được một yêu cầu dù nhỏ nhoi, Phật tử cũng thương mến, gắn bó với chúng ta. Thật vậy, một phần quà thực sự không tốn kém nhiều, nhưng đồng bào Phật tử rất trân trọng lòng từ bi của chúng ta. Đề nghị ban trị sự nên quan tâm nhiều hơn đến tín đồ, nhất là những khu vực đã có Phật tử và chùa. Chúng ta nên vận động người khá giả san sẻ cho quần chúng Phật tử nghèo. Tôi nhận thấy những Phật tử chân chánh luôn nghĩ về Phật, và cảm động nhất là họ rất cần sách Phật. Tôi bảo họ nên mở một tủ sách ở niệm Phật đường, tôi sẽ cho sách. Như vậy, Phật tử đến chùa có thể đọc, hiểu được lời Phật dạy mà sống đúng với chánh pháp, thì cuộc sống của họ cũng sẽ bớt phần khó khăn, đau khổ. Ngoài ra, ở huyện Tánh Linh, mọi việc tu hành đều do cư sĩ tự lo liệu. Vì vậy, họ rất mong có được một vị tu sĩ làm bóng mát cho họ nương tựa, hướng dẫn họ tu đúng chánh pháp. Chúng con cần có một thầy tu. Họ đã trình bày một nguyện vọng đơn giản như vậy, làm cho tôi xúc động. Thành phố Hồ Chí Minh có cả ngàn tu sĩ, nhưng ở đây họ chỉ cần hình bóng một ông thầy tu mà chúng ta cũng không đáp ứng được. Quả là thiếu sót vô cùng. Hiện nay, nhiều nơi thiếu tu sĩ hướng dẫn, nhiều nơi lại quá dư thừa. Thiết nghị giáo hội chúng ta phải quân bình số lượng tu sĩ hành đạo cho đồng đều ở khắp nơi. Trước mắt là ban trị sự tỉnh, chúng ta có thể cử các thầy đến những vùng này hành đạo. Nếu ở luôn không được, thì có những mùa nào thuận tiện, chúng ta đến thăm, thuyết giảng để tạo mối quan hệ mật thiết giữa tăng ni và Phật tử. Ngoài ra, đồng bào Phật tử nghèo khó còn cần tiền, gạo, thực phẩm, thuốc men, vân vân. Đáp ứng yêu cầu này tuy khó, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể làm được, vì giáo hội chúng ta hàng năm quyên góp được rất nhiều và giúp đỡ khắp nơi, nhưng lại quên mất yêu cầu chánh đáng của đồng bào Phật tử ruột thịt của chúng ta. Chúng ta có giúp đỡ một phần sự thiếu thốn vật chất của Phật tử và có đồng lao cộng khổ với họ, họ không thể bỏ đạo Phật. Tôi mong chư tôn đức quan tâm giúp đỡ Phật tử còn khó khăn hoặc ở vùng xa. Gắn bó mật thiết với tất cả Phật tử thì Phật giáo mới phát triển được. Tăng ni đông nhưng sống cách biệt với quần chúng Phật tử sẽ dần dần làm cho đạo Phật trở thành suy yếu. Tôi mong tăng ni phải thấy trách nhiệm mà Đức Phật giao phó, lấy việc giáo hóa chúng sanh làm sự nghiệp. Phật tử Việt Nam có đức tin Phật mãnh liệt, nhưng lại rất ít người hiểu Phật, hiểu lời dạy của Phật. Đó là điểm thiếu sót của chúng ta. Đề nghị ban trị sự và chư tôn đức nên lưu tâm đến việc truyền bá chánh pháp, vì đó là việc chính yếu của tu sĩ Phật giáo. Công việc hoằng pháp không phải chỉ dành riêng cho ban hoằng pháp. Xưa kia, Đức Phật đã từng dạy rằng các tỳ kheo nên đi mỗi người một hướng, mỗi người một nơi để làm gương tốt cho đời, giáo dưỡng cho người tin yêu đạo Phật. Có vậy Phật giáo mới tồn tại và phát triển. Tất cả tăng ni chúng ta đều có trách nhiệm hoằng pháp, mang giáo pháp Phật vào tận hang cùng ngõ hẻm, đến tận từng nhà để đưa Phật pháp vào tâm họ, giúp cho tâm trí họ sáng lên. Cuộc sống họ và vật chất lẫn tinh thần đều được tốt đẹp hơn. Đó chính là ý nghĩa của thế gian tướng thường trụ trong Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật đã dạy. Nói cách khác, bao giờ con người còn tin Phật Pháp, sống theo Phật Pháp thì Phật giáo còn hưng thành. Mong quý vị giữ gìn và phát huy Phật Pháp cho chính mình và mở rộng cho cả dân tộc và nhân loại. Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho toàn thể tăng ni, Phật tử tỉnh nhà được an lành trong chánh Pháp, luôn sống trong tỉnh thức, quán chiếu vào cuộc đời để phát triển sinh hoạt Phật giáo ngày càng tốt đẹp hơn, đóng góp cho đất nước nhiều việc làm ích lợi hơn và mang an vui hòa bình đến cho mọi người. Bài giảng tại các trường hạ thuộc tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận ngày 19 tháng 7 năm 2004. Nhận ra con người thật của mình để tiến tu. Tôi chuyên nghiên cứu Kinh Pháp Hoa và được biết Cố Đại Lão Hòa Thượng Trí Hải trụ trì chùa Bồ Đề cũng là hành giả Pháp Hoa ở thế kỷ 20. Vì vậy, tôi xin gợi một số ý cho những người phát tâm tu Pháp Hoa ở thế kỷ 21. Thế kỷ 21 là thế kỷ mà nền văn minh khoa học đã tiến đến đỉnh cao. Đương nhiên, những gì tồn tại ở thế kỷ này
phải thích hợp với sự nhận thức của con người văn minh ở trình độ cao. Những gì không hợp lý sẽ không được loài người chấp nhận. Phật giáo chúng ta cũng không ra ngoài quy luật này. Thật vậy, điều quan trọng là Phật giáo không trao quyền quyết định vận mệnh con người cho đấng tạo hóa vô hình. Và Phật giáo hướng dẫn con người hành xử mọi việc trong cuộc sống này theo trí tuệ. Đức Phật dạy rằng, con người làm chủ vận mệnh của chính họ, làm đúng hay sai, được an lạc hay phải khổ đau cũng do chính bản thân ta quyết định. Lời dạy này của Đức Phật nhằm chỉ cho mọi người nhận biết điều quan trọng nhất trong cuộc sống là trí tuệ. Thiết nghĩ trí tuệ mà Đức Phật đã dạy mọi người phải tu tạo chắc chắn thích hợp với sự tiến bộ của thế giới văn minh ngày nay và được mọi người chấp nhận. Tôi nhắc nhở quý vị cần phát huy cao sự hiểu biết về xã hội, về khoa học tự nhiên và ứng dụng được trong cuộc sống tu hành để đạt kết quả tốt đẹp. Từ trước đến nay, có lúc hàng đệ tử Phật thực hiện đúng lời Phật dạy, mang an lạc đến cho xã hội. Nhưng cũng có lúc tăng ni không phát huy được trí tuệ, lạc vào con đường mê tín dị đoan, làm cho Phật giáo bị suy đồi. Ngày nay, chúng ta may mắn có điều kiện để tăng trưởng hiểu biết và được cuộc sống trong hoàn cảnh thuận tiện cho việc tu hành. Chỉ cần quý vị nỗ lực thể hiện được tinh ba của Phật dạy trong cuộc sống là mang lại lợi lạc cho Phật giáo. Lời Phật dạy được kết hợp thành Tam Tạng Thánh Giáo là kinh Luật Luận, cũng nhằm hướng dẫn mọi người phát huy đạo đức và trí tuệ. Thật vậy, nương theo luật học để chúng ta thăng hoa đạo đức. Luận học giúp chúng ta phát triển tri thức để có được sự nhận thức đúng đắn về đạo Phật và giá trị của cuộc sống con người. Hiện nay, việc tu hành theo Phật giáo phần lớn thường phát triển theo hai hướng. Một là thiền học, hai là pháp môn tịnh độ. Chúng ta học thiền hoặc tịnh độ và ứng dụng trong đời sống tu hành như thế nào để đạt kết quả tốt là vấn đề lớn đặt ra cho tăng ni suy nghĩ. Có thể nói, ngày nay, nhiều nước ở phương Tây quan tâm đến Phật giáo là quan tâm đến thiền. Đó là nhờ các thiền sư ngộ đạo đã phát huy được tri thức và đạo lực, tác động cho người được lợi lạc ngay trong cuộc sống bình thường. Phải nhận thức được những tinh ba mà thiền học dạy chúng ta để áp dụng thành công. Áp dụng sai, chúng ta sẽ thọ lãnh quả báo không lường được. Nói cụ thể là sẽ phát sinh những bệnh tật không thể chữa khỏi. Mục tiêu của thiền học là đào tạo con người có sức khỏe tốt, có tâm bình tĩnh và trí tuệ sáng suốt. Thực tế cho thấy, thiền học của Trung Quốc xưa kia đã đào tạo được những nhà sư thuộc Thiếu Lâm tự có sức khỏe phi thường, chịu đựng được sự khắc nghiệt của thiên nhiên và giải quyết được hoàn cảnh phức tạp của xã hội. Kết quả là họ đã đóng góp những lợi ích thiết thực trong việc xây dựng xã hội tốt đẹp. Thiết nghĩ ở thế kỷ 21 rất cần những thiền sư như thế để phục vụ đất nước. Với mục tiêu đào tạo con người có thân tâm và trí tuệ vượt trội như thế, tất yếu thiền sư và thiền sinh phải hiểu rõ về con người, về xã hội và môi trường sống của nhân loại. Chúng ta tu không có kết quả tốt vì quan niệm tu thiền là ngồi thiền và căn cứ trên thời gian ngồi được lâu là tốt, chứ không nhắm đến mục tiêu mà thiền học đòi hỏi chúng ta phải được. Khi sang Nhật học thiền, tôi đã nhận ra lãnh vực mà thiền học nhắm đến là rèn luyện cơ thể rất quan trọng. Vì thế, tôi muốn chia sẻ với quý vị vấn đề hành thiền. Theo tôi, việc rèn luyện hành thiền cần phải căn cứ trên căn tánh của hành giả thuộc thượng trung hay hạ căn. Người thượng căn có trí sáng suốt và cơ thể khỏe mạnh thì vào đạo nhất định phát triển dễ dàng và nhanh chóng. Vì có trí tuệ mới thấy được yêu cầu của cơ thể mình và có sức khỏe tốt thì không phải mất thì giờ trải qua giai đoạn điều chỉnh thân nghiệp. Hàng trung căn không có cơ thể khỏe và hàng hạ căn thì cơ thể đau yếu. Vào đạo mà đau yếu và chậm hiểu thì phải có cách tu khác. Người bậc trung không được khỏe hoặc người bình thường cũng phải tu cách khác. Không phải ai cũng tu một pháp giống nhau. Nếu chúng ta chấp pháp cứ nhất định tu thiền trong khi mình chỉ thuộc hàng trung hay hạ căn thì sẽ không đạt được mục tiêu mà còn bị kết quả xấu. Vì vậy, các thiền sư thường cảnh giác rằng chỉ có hàng thượng căn mới vào thiền được. Còn người trung căn hay hạ căn phải nương theo phương tiện để tu hành. Hàng thượng căn có sức khỏe tốt mới chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt, có trí thông minh thì vào định mới không bị lạc vào đường ma.
vào định sống với tâm thì tâm của hàng thượng căn mới dễ tiếp cận được với tâm của La Hán, Bồ Tát hay Phật. Hành giả không thông minh mà vào định thì có thể đi vào diệt tận định. Tuy đó cũng là định nhưng không phát sanh trí tuệ, hoặc rơi qua tà định, lạc vào cảnh giới ma. Tuy họ có hiểu biết nhưng là hiểu biết thuộc ma, không phải của đạo Phật. Hàng trung và hạ căn có cơ thể yếu đuối, bệnh hoạn, kém thông minh, khờ khạo. Tất yếu phải điều chỉnh cơ thể yếu đuối trở thành khỏe mạnh mới tiến tu được. Không điều chỉnh để khỏe thực sự, nhưng áp dụng pháp bắt chước người khác sẽ có hại hơn là lợi. Tôi thăm viếng nhiều thiền đường, tiếp xúc với nhiều thiền sư, dần thấy có người xả thiền thì bị ớn lạnh, khó chịu, rồi cào gió. Hoặc có thiền sư, sau khi tu một thời gian, lại sanh ra những bệnh đáng sợ là bệnh trầm uất. Người này bị ức chế tâm lý, trở thành khó tánh, chấp pháp, chấp ngã. Đó là cách tu thiền sai lầm. Ngoài ra, họ cũng có thể mắc những bệnh khác nữa. Vì thiếu trí tuệ, không kiểm soát được cơ thể, không phóng thích được những độc tố tích tụ trong cơ thể, dễ gây ra bệnh ung thư. Tôi biết một số vị chỉ lấy việc ngồi làm chánh và ngồi đến mắc bệnh trĩ. Tóm lại, không có trí tuệ thì không nhận biết được cơ thể mình cần gì. Về tâm linh thì không thấy được thế giới Phật, thế giới hiền thánh và không nhận biết điều nào đúng, việc nào sai. Muốn tu có kết quả, phải căn cứ trên căn tánh, hành nghiệp của chính mình. Trong thời gian mới tu, tôi cũng vấp phải sai lầm, sanh ra nhiều bệnh. Hiểu được ý Phật dạy, phải tự điều chỉnh mình và nhất là phải nhận ra được con người thật của mình. Từ đó biết rõ pháp tu thích hợp giúp chúng ta sanh được công đức, mà trước nhất là cần có sức khỏe tốt. Thật vậy, Ngài Thiên Thai dạy rằng hàng trung và hạ căn đều phải nương theo pháp phương tiện để tiến tu. Nghĩa là khi còn thân tứ đại ngũ quẩn thì tứ đại chịu ảnh hưởng của ngũ quẩn và ngũ quẩn do thức tác động. Nghiệp chủng tử tập khí lâu đời tạo thành ác nghiệp tồn tại trong thức của chúng ta. Và từ thức này dẫn linh hồn chúng ta đi thọ sanh trên cuộc đời. Nếu thức có nhiều hạt giống xấu thì dẫn chúng ta sanh vào gia đình xấu, ở trong hoàn cảnh xấu và bản thân ta cũng xấu. Muốn giải quyết điều này, tu hành phải xóa bỏ được túc nghiệp của chúng ta. Đó là việc bức xúc nhất. Túc nghiệp này chủ yếu nằm trong tiềm thức. Người tu mang tiềm thức không tốt, nghĩa là lòng chúng ta thường buồn, giận, lo sợ. Người có nghiệp như thế thì dứt khoát không tu thiền được, vì vào thiền sẽ bị ngay bốn thế lực này chi phối, gọi là ngũ ấm ma. Hễ ngồi yên là thức ấm ma tác động liền. Thực tế tôi thấy những thiền sư tu hành nhưng hay buồn, giận, bệnh chết không biết về đâu. Người này tu sai pháp vì bắt chước. Nhận ra bản thân mình ở dạng thấp, tôi tự nỗ lực xóa buồn, giận, lo sợ. Tiềm thức chúng ta trong sạch thì gặp việc đáng giận, đáng buồn, đáng lo sợ, chúng ta cũng không buồn, giận, lo sợ. Vì chúng ta đã nhận thức được một cách sâu sắc rằng pháp nhĩ như thị, mọi vật đã như thế, không thể khác thì còn gì để buồn, giận, lo sợ. Như vậy, thay đổi tâm tánh chúng ta là chánh, không phải ngồi là chánh. Trí giả dạy rằng đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, thuyết pháp đều là thiền. Sáu tướng này đều thanh tịnh, không phải chỉ ngồi mới thanh tịnh. Và sáu việc này đều nhằm hướng đến sự loại trừ bốn tướng ác là buồn, giận, lo sợ. Chúng ta có vô số phương tiện để loại trừ bốn tướng ác này. Đối với sợ hoặc lo, chúng ta làm gì để đối trị nó? Theo tôi, tùy cái sợ của từng người khác nhau mà có cách trị khác nhau. Riêng tôi, sợ nhất là tu sai, uổng công vô ích còn bị đọa. Vì sợ, lo như vậy, tôi hạ quyết tâm tìm thiền tri thức để học. Chủ yếu là học với người tu có kết quả tốt. Người tu tinh tấn nhưng bệnh hoạn, buồn phiền, tôi không học theo họ. Người ăn ít vẫn khỏe và an vui thì tôi học hỏi với họ để cũng được thành quả như họ. Tìm thiền sư bệnh hoạn để học, họ không chữa được cho họ, làm sao chữa được cho người? Họ còn buồn phiền, đau khổ, làm sao giải thoát cho người? Học với người có kết quả tốt trên bước đường tu và tôi sám hối cho tiêu nghiệp. Tôi lại Phật, nghĩ về Phật là pháp tu đầu tiên để tạo độ cảm tâm giữa tôi và Phật.
Nhờ có được mối tương quan vô hình này tác động cho tôi không thấy lo sợ buồn giận nữa. Mọi việc trên cuộc đời tôi không cần quan tâm. Vì quan tâm đến Phật thì tôi được an lạc hơn. Còn quan tâm đến công việc, đến người khác chỉ làm cho tôi buồn phiền lo sợ. Tạm thời đóng kín cánh cửa này để mở cánh cửa tiếp xúc với Phật, với Bồ Tát bằng cách đọc kinh điển không biết mệt mỏi. Tìm xem Phật dạy điều gì, La Hán thực hành ra sao và Bồ Tát dẫn thân như thế nào, tôi mới nhận chân được những đức hạnh cao quý của các ngài. Đem tâm tốt, hành tốt của Phật, Bồ Tát ngự trị trong tâm, chắc chắn tâm chúng ta được an lạc. Và điều đáng quý là giữa ta và Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền trở thành gần gũi. Cảm về Phật, nghĩ về Phật nhiều, tự nhiên tất cả buồn giận lo sợ tự tan mất trong lòng. Dù gặp hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm cũng không sanh khởi buồn giận lo sợ. Mới thấy pháp phương tiện lại Phật, sám hối là cần thiết và hữu ích trên bước đường tu cho hàng trung căn và hạ căn. Thể nghiệm được thành quả như vậy, tôi tụng pháp hoa, trích những danh hiệu Phật và Bồ Tát trong kinh này để đọc, suy nghĩ, lễ bái. Nhờ đó tạo được sự cảm thông với các ngài mà tạo thành thế giới tâm linh an lành ngay trên cuộc đời này. Đó là bước đầu tôi tu thiện như vậy và nghiệp giảm công đức sanh ra, có được cơ thể khỏe vượt mức bình thường. Theo tôi, thiền sư ăn ngủ ít, làm việc nhiều, hành xử mọi việc đều đúng đắn, có như vậy mới tiến xa trên đường đạo. Trong mùa an cư, chúng ta tập hợp gia công thiền quán, phát huy tam vô lậu học, cần phải xét lại căn tánh của mình, khắc phục được nghiệp ác, thiền căn công đức sanh ra, mới ảnh hưởng cho người phát tâm Bồ Đề. Tăng ni đạt thành quả như vậy thì Phật pháp phát triển. Tinh tấn tu nhưng không nhận ra con người thực của mình, cũng không giải quyết được vấn đề sanh tử thì chúng ta xa lần đạo, và lại mang thân bệnh hoạn, tâm buồn phiền, không được lợi ích cho mình và chẳng làm lợi gì cho Phật giáo. Mong rằng quý vị điều chỉnh được nghiệp thức, tâm an, thân khỏe và điều chỉnh từng bước để người thấy việc tu hành của chúng ta sanh tâm kính tín Tam Bảo, mới báo đáp được công ơn giáo dưỡng của Phật và Thầy Tổ. Bài giảng tại Trường Hà, Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2004. Thầy Hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định mọi thành công. Theo kinh nghiệm riêng tôi, vào mùa an cư 3 tháng, tôi không ra khỏi chùa để không tiếp xúc với ngoại nguyên, để gia công thiền quán. Có lẽ nhờ gia công tu tinh mật như vậy, từ năm 1957 mà tôi có nghị lực, được sức khỏe tốt và trí sáng để ứng xử với tất cả mọi tình huống một cách tốt đẹp. Đa số người tu nhưng không hạ quyết tâm, hay hạ quyết tâm nhưng không có định hướng, không biết con đường tu của mình đi về đâu. Lúc mới tu, họ cũng tụng kinh, lễ sám, ngồi thiền, kinh hành, đi quả đường, vân vân. Nhưng họ chỉ làm theo hình thức, trong khi việc quan trọng của người tu là mượn hình thức để chuyên chở được nội dung. Tu hình thức không bao giờ có kết quả, phải đạt được nội dung tốt đẹp ẩn chứa bên trong hình thức. Thí dụ, đọc bộ kinh Nguyên Thủy hay Đại Thừa phải tìm ra ý nghĩa sâu xa tiềm ẩn trong kinh điển và ứng dụng vào cuộc sống của mình, trao đổi với các thiền tri thức để xóa bỏ những điều sai lầm và làm điều đúng, mới thẳng tiến trên đường đạo. Đó là cách tu của người có định hướng. Tôi xuất gia năm 12 tuổi, nhưng khó gặp được thiền tri thức, đi từ chùa này sang chùa khác mà không có thầy khai ngộ. Trên bước đường tu, chúng ta phát tâm, thực sự có chí hướng thượng, nhưng không có thầy khai ngộ dìu dắt, không có định hướng được. Kinh nghiệm này tôi đã từng trải, lang thang khắp nơi, cũng từng làm khất sĩ, nhưng không gặp minh sư, nên ôm mình bác đi xin về ăn, rồi tỉnh tòa. Làm như vậy một khoảng thời gian, tôi cũng cảm thấy chán. Đến năm 1957, bắt đầu vào Phật học đường Nam Việt ở chùa Ấn Quang, tôi mới có sự thay đổi. Tôi gặp được Hòa Thượng Thiện Hòa là giám đốc Phật học đường Khai Ngộ. Tôi may mắn được gần gũi Hòa Thượng. Ngài rất hiền lành, ít nói và không gầy mắng ai, nhưng cảm nhận được lực vô hình từ thân tâm Ngài tỏa ra, khiến tôi phải kính mến Hòa Thượng. Và tôi bắt đầu để ý đến lời nói, cử chỉ, thái độ, việc làm của Ngài để tôi tự sửa mình theo. Gần như sự gắn bó mật thiết sâu xa với Hòa Thượng đã hiện hữu trong tôi một cách tự nhiên. Không có thầy khai ngộ, không có thiền tri thức như vậy, chúng ta cảm thấy lạc lõng bơ vơ trong cuộc sống tu hành.
người mà mình kính trọng hay cảm thông được, dám sống chết với họ mới đi xa được. Không có tâm trạng như thế, chúng ta tu hành khó đạt kết quả tốt, không hy sinh được. Tôi thấy Hòa Thượng Thiện Hòa, dù công việc bề bộn đến đâu, ngày nào ngài cũng ngồi thiền, niệm Phật trên sân thượng. Mọi người ngủ rồi, cảnh yên lặng, Hòa Thượng ngồi một mình tĩnh tâm, không cần ai thấy biết. Tôi thấy vậy cũng theo gương ngài, dù ngài không bảo, nhưng tôi tu theo, cảm thấy an lành kỳ diệu. Chúng ta tu có thầy hay thiền tri thức là như vậy, và chúng ta có cảm giác thầy hiểu ta và ta hiểu thầy mới thực sự là thầy trò. Còn làm lễ quy y chỉ là đệ tử hình thức. Đệ tử thực là tâm thầy và tâm mình có sự tương giao, và thầy có đệ tử quý hơn con ruột, trò kính trọng thầy tuyệt đối. Cần tìm được thầy như thế để nương tựa tu hành. Tôi đọc lịch sử về cuộc đời của các vị tổ sư đắc đạo. Hầu như các ngài lúc mới xuất gia đều theo học với nhiều thầy, nhưng cuối cùng đắc pháp với một vị thầy nào đó. Nghĩa là thầy và trò truyền thông nhau qua tâm, đó là kế thừa tâm linh hay truyền đăng tục diệt. Tình thương của thầy là mình ấm lòng, trí huệ của thầy soi sáng trí của mình là kế thừa. Tôi theo Hòa Thượng Thiện Hòa, ngài chuyên trì luật và niệm Phật, tôi cũng làm theo ngài, nên thầy trò dễ giống nhau. Và trước khi tôi đi Nhật, đêm khuya, Hòa Thượng đến gõ cửa phòng, đưa cho tôi một cọc vàng lá. Ngài nói rằng, số tiền này của gia đình chia cho tôi khi đi tu, nhưng tôi không dùng đến, thầy lấy làm lộ phí. Tôi không xin, nhưng Hòa Thượng cho. Việc làm của ngài có ý nghĩa vô cùng đối với tôi. Tôi đã vượt qua được tất cả mọi khó khăn trên bước đường tu học, vì trong tâm trí tôi luôn ngời sáng hình ảnh Hòa Thượng cho tiền giữa đêm khuya thanh vắng, và ngài dặn dò ký thác cho tôi trách nhiệm gánh vác Phật pháp sau này. Chính tình thương của ngài, sự tin tưởng của ngài, đức độ của ngài luôn thúc giục tôi học hành và làm việc không biết mệt mỏi. Đó chính là ý nghĩa gặp thiền tri thức mới phát triển được đời sống tâm linh ở bước ban đầu tu hành của tôi. Và bước thứ hai, tôi gặp các thiền tri thức khác. Có vị chuyên tu thiền, có vị là pháp sư giảng kinh Pháp Hoa, và tôi đều có sự cảm tâm giống như lần đầu gặp Hòa Thượng Thiện Hòa. Khi học kinh Pháp Hoa, tôi hết lòng hành xử theo kinh này. Khi tu thiền thì tôi cũng hết lòng thực hành trong cuộc sống. Với sự quyết tâm như vậy, tôi mới đạt được kết quả như ngày nay. Đa số quý vị ở đây thực tập thiền, nên tôi muốn góp ý một số vấn đề về thiền. Tu thiền đòi hỏi thiền sư phải đắc thiền, là phải có đời sống tâm linh thực sự. Quan trọng là sự truyền tâm của thầy cho chúng ta, và thầy kiểm soát tâm chúng ta. Nếu không được như vậy, chúng ta dễ lạc vào đường ma. Thiền sư phải uốn nắn được tâm chúng ta song hành với tâm thiền sư. Một sự chỉ dạy trong tâm, trong thiền định, không phải dạy ngôn ngữ. Đa số người đọc sách và tìm chỗ ngồi thiền, đó không phải là tu thiền. Quan trọng là học kinh nghiệm của các thiền sư. Tại sao chúng ta phải học như vậy? Vì người đi trước đã có kinh nghiệm đúng và sai mà các ngài đã phải trả giá. Với kinh nghiệm thực tiễn, các ngài giúp chúng ta tránh được những sai lầm, đỡ tốn thời gian và không phải bị những hậu quả xấu tác hại tâm sinh lý hay những bệnh tật như các ngài đã gánh chịu. Điển hình như ngài Huệ Văn nghiên cứu tư tưởng trong sáng của Bồ Tát Long Thọ và sáng tạo ra pháp tu tam trí tam quán. Ngài Huệ Văn giải pháp này cho Huệ Tư thiền sư, nhưng thiền sư Huệ Tư tụng pháp qua và ngộ được pháp nhất tâm tam quán. Sau đó ngài Huệ Tư truyền dạy cho ngài Trí Giả pháp nhất tâm tam quán, nhưng Trí Giả lại ngộ được pháp nhất niệm tam thiên. Cả ba pháp tam trí tam quán, nhất tâm tam quán và nhất niệm tam thiên đều là thiền nhưng không giống nhau. Vấn đề tu học và ngộ rõ ràng là nhân duyên từ quá khứ. Có thể nói những pháp môn mà chúng ta chọn, con đường ta đi đều có liên hệ với quá khứ. Người mới tu trong hiện đời thì không thể có sự liên hệ này. Còn các bậc cao tăng đều có sự tương quan mật thiết với các pháp mà các ngài đã thể nghiệm trong kiếp quá khứ. Ngài Trí Giả học được với Huệ Tư thiền sư những kinh nghiệm gì? Huệ Tư nhiệt tình thực tập pháp thiền quán đến mức độ chứng được nhất tâm tam quán, thì cơ thể bị bại liệt.
cái giá mà Ngài phải trả cho cái thân tứ đại đắt như thế. Vì trên bước đường hành đạo, Ngài thường bị chống đối, đến khi tìm được nơi yên lành để tu, thì ham tu đến quên cả sự sống của mình, đạt được trạng thái nhất tâm. Các thầy tu dễ nhận ra ý này. Nỗ lực tu hành, nhiếp tâm, thân tứ đại như tan biến trong hư không. Mới đầu còn cảm thấy có mình ngồi thiền và có bạn, nhưng lần lần vào định, không thấy ai, chỉ thấy một mình. Và nhập định sâu hơn nữa, mà không có thầy hướng dẫn, không còn thấy biết gì, kể cả thân mình thì xả định, thân bị hư hoại không sử dụng được. Phải có thầy hướng dẫn, kiểm soát để không phạm sai lầm. Huệ Tư Thiền Sư đã rút kinh nghiệm này để dạy trí giả. Và sau này, Ngài Trí Giả khai sáng Tông Thiên Thai cũng dạy học trò rất kỹ về pháp tu thiền. Cách này hơn 2.000 năm mà Ngài đã đưa ra những phương pháp rất khoa học để kiểm soát thân tâm trước khi vào thiền, chứng tỏ Ngài đã đắc đạo và có nhiều kinh nghiệm về pháp tu này. Ngài Trí Giả dạy chúng ta phải biết thỏa hiệp với cái nghiệp của mình để có thể tiến tu. Vì cưỡng lại nghiệp thì sẽ gặp nhiều khó khăn, thân tâm không yên ổn, không thể tu. Người có gia đình phải thỏa hiệp với gia đình trước. Họ có bằng lòng cho mình tu hay không? Tất cả các nghiệp bên ngoài mình có thể kiểm soát, nghĩa là mọi quan hệ bên ngoài mình đã điều định ổn thỏa rồi, thì khi tu mới không bị nó quấy rối. Ngài Trí Giả diễn tả ý này rằng phải cắt bỏ duyên thế sự bằng cách dàn xếp. Nó bằng lòng thì không đòi hỏi mình nữa. Nhưng muốn cắt đứt duyên bên ngoài, không phải ai cũng cắt được và lúc nào cũng cắt được. Nghĩa là tùy theo nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ của từng người khác nhau. Vì vậy, thực tế cho thấy có người xuất gia được, có người không. Chúng ta quan sát người xuất gia được mới cho đi tu. Nghiệp nặng chúng ta để họ làm cư sĩ. Vì làm sa môn gặp nhiều chướng duyên, họ không thể tu. Duyên thế gian cắt được là giai đoạn một để trở thành tu sĩ. Nhưng còn có người nội tại của mình cần phải điều chỉnh nữa. Điều này không đơn giản và rất quan trọng để quyết định thực sự có đủ tư chất người tu hay không. Các thầy không theo nguyên tắc căn bản này, rồi phiền muộn cho rằng tu hành mà chỉ gặp toàn khó khăn. Cứ nghĩ tu vào chùa ở là xong. Nhưng chắc gì người cho ở và chắc gì ở mà không có vấn đề nảy sinh phải đối phó. Vì thế con đường đời cắt bỏ, nhưng con đường đạo không nối tiếp được thì chơi dơi giữa đường. Tu không xong, về cũng chết, dở dở ương ương, lãng phí cả cuộc đời. Đó là quyết định sai lầm của mình và cũng do lỗi của người thầy hướng dẫn không đúng pháp. Duyên đời phải cắt, nhưng phải nói được duyên đạo. Nghĩa là chúng ta tầm sư học đạo, phải cố tìm cho được người có duyên thầy bạn với mình. Mình kính trọng họ và họ thương mình thì mới tiến bước trên con đường tu lâu dài được. Không phải chùa nào cũng ở được. Lầm tưởng vào chùa ở là xong, nhưng không xong thì phiền lắm. Phải tìm được duyên thầy bạn là người đó và ta đã là thầy bạn trong quá khứ. Người xưa thường nói, linh sơn nghĩa cũ tình xưa, ta bà tịnh độ say xưa pháp mộc. Nghĩa là bạn đồng hành đồng sự từng gặp nhau ở Tây Phương tịnh độ và ta qua ta bà giáo hóa chúng sanh gặp lại họ. Vì mối quan hệ ấy mà hai người này có thể tâm sự với nhau, cảm thông nhau, thấu hiểu nhau từ trong tâm hồn. Giống như Thuận Trị Hoàng đế là người Mãn Châu, nhưng thống nhất nước Trung Hoa và gặp Ngọc Lâm Thiền Sư thì nhận ra được Thiền Sư là bạn cố tri từ kiếp quá khứ. Tuy một người làm vua, một người tu hành, khác hoàn cảnh nhưng hợp nhất tâm, nên họ mới thấu hiểu nhau sâu sắc. Vua Thuận Trị phong cho Ngọc Lâm làm quốc sư và ông nhớ lại tiền kiếp mình từng ở Tây Phương tịnh độ, nay lại sanh nhân gian này mà tạo nghiệp chém giết trong suốt 17 năm chinh chiến. Ông từ bỏ ngôi vua và Ngũ Đài Sơn quyết tâm tu hành, sám hối các nghiệp ác đã tạo để cầu trở về tịnh độ Tây Phương. Hai trường hợp vua Lương Võ Đế và một vị sư thời đó là Chí Công Hòa Thượng. Hai người cũng là bạn cố tri trong tiền kiếp. Tuy hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng thấy nhau là sanh tâm kính trọng liền. Tìm bạn tri thức là tìm người đồng cảm, đồng lý tưởng, đồng hành nguyện. Vì đã từng làm bạn nên gặp lại, thấy quý mến và dìu dắt nhau tu được. Còn thấy chùa vào ở không quen nên chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ có phiền não phát sanh, không sanh công đức. Mình muốn thế này, họ muốn thế khác, nói thì cãi nhau, không nói
thì bị ức chế lâu ngày thành bệnh trầm cảm, mặt lầm lầm lì lì, dễ sợ. Tôi kiểm tra, nhìn mặt biết họ không tu được, đè nén lâu thì phải bung ra. Vì không phải là bạn tâm giao nên không hiểu nhau, luôn gặp chống trái. Trên bước đường tu, quan trọng là gặp chùa cảnh chúng ta thích, gặp thiền tri thức chúng ta thương. Tôi biết tiền kiếp mình tu trên núi nên lòng tôi thích núi non, từ nhỏ đã thích sống trên núi. Tiền kiếp mình đã tu cảnh chùa nào, nay gặp cảnh đó mình thấy thân thương, gần gũi, bình yên, kỳ diệu. Chưa tu nhưng gặp phong cảnh hạp, lòng tự an rồi. Và những bạn từng tu, từng tâm sự với nhau đời trước, từng trao đổi điều hay lẽ phải, nên gặp nhau là hàn huyên không chán. Người xưa nói gặp bạn như vậy, trao đổi việc tu hành trong một đêm thôi, còn hơn 10 năm đọc sách. Điển hình như vua Trần Thái Tông gặp được phụ dân quốc sư khai ngộ chỉ trong một đêm, thì nhà vua đã thấy con đường mình đi sáng ra, chuyển hóa được tâm đau khổ thành tâm sáng suốt, vững vàng trong việc trị nước an dân, và cũng thăng qua được đời sống tâm linh. Tìm được cảnh quan của ngôi chùa mình từng tu đời trước, thấy thân thương, gần gũi, gặp lại bạn đời trước, nói dễ nghe, dễ chấp nhận, không tu cũng được giải thoát. Gặp được bạn tri thức, hàng ngày trao đổi lý đạo với nhau, trí tuệ cũng sinh ra. Sống với cảnh mình thích thì thông thiền cũng được thanh tịnh. Đến ngôi chùa bất đắc dĩ, không ưa thầy trụ trì cũng phải chịu. Sống như vậy càng tu nghiệp càng sanh ra. Ấm ức thì rớt vào cảnh giới ma, vì ma thì buồn phiền, đau khổ, bực tức. Vào thiền mà sanh ra ba tâm này, ma sẽ tiếp dẫn ta, gọi là tẩu quả nhập ma. Vì cảnh không thanh tịnh, ma chướng trong lòng, nên ma phiền não dân đây phát khởi. Duyên bên ngoài chấm dứt và duyên bên trong hòa hợp thì bắt đầu tu. Những người cùng tu góp ý, tâm sự để điều chỉnh sao cho tất cả đều khỏe mạnh. Tu phải có thể lực tốt, không phải muốn tu là tu. Vì vậy, người xưa dạy đạo rất kỹ. Vào tu, họ dạy điều chỉnh việc ăn uống trước, vì ăn uống được coi như thuốc để duy trì mạng sống khỏe mạnh. Ngày nay chúng ta hiểu rõ vấn đề này. Tất cả thức ăn đều là thuốc bổ giúp cơ thể con người có sức lực tốt. Ngài Trí Giả nhắc nhở rằng chúng ta chỉ ăn những thức ăn thích hợp với cơ thể, không nên ăn quá nhiều hay quá ít. Cần điều chỉnh lượng thức ăn. Mới đầu chúng ta ăn 3 buổi, rồi giảm bớt còn 2 buổi, và sau chỉ ăn 1 buổi một ngày. Trước ăn 3 tô cơm, sau giảm còn 2 tô, rồi đến 1 tô. Điều chỉnh đến mức vào thiền được là điều chỉnh cơ thể tốt rồi, thì chỉ ăn 1 bát cơm một ngày. Vì người tu thiền vận động trí não, không vận động cơ bắp nhiều, nên không tiêu hao năng lượng nhiều, thì không cần ăn nhiều. Nguyên tắc là như vậy. Thấy người ăn nhiều, không dạy thiền cho họ, dù họ có năn nỉ. Phải tập ăn ít mà không đói, chịu đựng được mới cho vào thiền. Tôi mong rằng trên bước đường tu, tất cả quý vị đều có định hướng và hạ quyết tâm tu hành, chọn nơi thích hợp, nương theo thầy hiền bằng tốt để tiến tu đúng chánh pháp, tạo được cho mình thể lực tốt, ý chí kiên cường để vượt qua mọi gian nan thử thách, và có được tâm hồn định tĩnh, trí sáng suốt, tâm thương người, để thành tựu những việc lợi ích cho đạo pháp, cho mọi người trên thế gian này.